quá trời luôn em ơi, rung lưới luôn. Dính chài khủng khiếp luôn em ơi, quá trời luôn. Đây có ba khán giả luôn. Trời ơi, cái này cá ngựa biển bự bự không? Cá ngựa cá rô biển, cá rô biển bự không? Ngon quá trời ngon. Quá trời hết cái rô biển thèm ha. Quá thèm như luôn, sẽ sẵn ổ luôn ở đây. Quăng cao siêu. Mới lên thôi chứ gì? Cái bộ đó anh Hoàng cá thác lát ngọt còn không? Nó bỏ hồn kiến đụng quá, bữa thấy quăng lên, thấy quay lên đó. Rồi nó lấy hả? Mày có coi kênh đây luôn hả? Không có. Cho nên săn bắt FB á, có không? Bữa đó vô, em vô coi thằng kiến coi rồi em mới thấy. Chứ em xài cái máy này Trần Hiền á, Hiền coi. Nó đang có kênh này không à? Phải không? Để coi bữa nào mình xe like đủ mẹ cho. Cái con này bỏ vô à? Về chiên á. Quăng cái nữa thôi. Có hai con, được hai con bự. Cua biển bự bự thôi anh em ơi. Hai con cá ngựa chà bá luôn.
chim luôn à? Làm YouTube. Rồi, chuyển qua con em ơi. Bữa nay hình như là quăng chài nào cũng có hết. Đúng hai ba con vậy làm suốt. Có lý. Cá bự á. Ồ, cá to nè. Rồi chạy này có lý anh em ơi, 5 con rô biển ở chỗ này gì chứ kiếm cá kho là khỏe lắm, mong một chạy này về đủ kho bữa ăn. Cái gì đó đó hả? Một cái hả chú? Một cái. Cái này là...